Thứ tư, phẩm không phải của các ông, không phải của các ông. Nhân duyên ở Savatthi. Này các tỳ kheo, cái gì không phải của các ông hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Này các tỳ kheo, cái gì không phải của các ông, sắc này các tỳ kheo, không phải của các ông hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Thọ này các tỳ kheo, không phải của các ông hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Tưởng này các tỳ kheo, các hành này các tỳ kheo, thức này các tỳ kheo, không phải của các ông hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Ví như này các tỳ kheo, có người mang lại cỏ, củi, cành cây, lá của Jetavana này và đốt chúng hay tùy theo duyên sử dụng chúng. Các ông có nghĩ rằng người ấy mang chúng tôi hay đốt hay tùy theo duyên sử dụng chúng tôi? Thưa không, bạch Thế Tôn. Vì sao như vậy? Vì cái ấy không phải chúng con. Bạch Thế Tôn, cái ấy không phải thuộc tự ngã của chúng con. Cũng vậy này các tỳ kheo, sắc không phải của các ông hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Thọ không phải của các ông, tưởng không phải của các ông, các hành không phải của các ông, thức không phải của các ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Không phải của các ông. Nhân duyên ở Savatthi. Cái gì không phải của các ông, này các tỳ kheo, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Này các tỳ kheo, cái gì không phải của các ông, sắc, này các tỳ kheo, không phải của các ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Thọ, này các tỳ kheo, không phải của các ông. Tưởng, này các tỳ kheo, các hành, này các tỳ kheo, thức, này các tỳ kheo, không phải của các ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Tỳ kheo, nhân duyên ở Savatthi. Rồi một vị tỳ kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: Lạnh thay bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp vắn tắt cho con. Sau khi nghe Thế Tôn thuyết pháp, con sẽ sống một mình, tịnh cư, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Này tỳ kheo, cái gì người ta thiên chấp, người ta sẽ được xưng danh tùy theo thiên chấp tùy miên ấy. Cái gì người ta không thiên chấp tùy miên, người ta sẽ không được xưng danh tùy theo thiên chấp tùy miên ấy. Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con đã hiểu. Như thế nào, này tỳ kheo? Ông hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi điều ta nói, một cách vắn tắt. Bạch Thế Tôn, nếu thiên chấp sắc do thiên chấp ấy được xưng danh, nếu thiên chấp thọ do thiên chấp ấy được xưng danh, nếu thiên chấp tưởng do thiên chấp ấy được xưng danh, nếu thiên chấp các hành do thiên chấp ấy được xưng danh, nếu thiên chấp thức do thiên chấp ấy được xưng danh. Bạch Thế Tôn, nếu không thiên chấp sắc, không do thiên chấp ấy được xưng danh, nếu không thiên chấp thọ, nếu không thiên chấp tưởng, nếu không thiên chấp hành, nếu không thiên chấp thức, không do thiên chấp ấy được xưng danh. Bạch Thế Tôn, với lời nói vắn tắt này của Thế Tôn, con hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Lành thay tỳ kheo. Lành thay, với lời nói vắn tắt này của ta, ông đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Nếu thiên chấp sắc do thiên chấp ấy được xưng danh, nếu thiên chấp thọ, nếu thiên chấp tưởng, nếu thiên chấp các hành, nếu thiên chấp thức do thiên chấp ấy được xưng danh, này tỳ kheo, nếu không thiên chấp sắc, không do thiên chấp ấy được xưng danh, nếu không thiên chấp thọ, nếu không thiên chấp tưởng, nếu không thiên chấp các hành, nếu không thiên chấp thức, không do thiên chấp ấy được xưng danh, với lời nói vắn tắt này của ta, này tỳ kheo, ông cần phải hiểu một cách rộng rãi như vậy. Rồi tỳ kheo ấy sau khi hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn thuyết, từ chỗ ngồi đứng dậy, thân phía hữu hướng về ngài rồi ra đi. Rồi tỳ kheo ấy sống một mình, tịnh cư, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu chứng được mục đích mà con nhà lương gia chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, hướng đến, đó là vô thượng cứu cánh phạm hạnh. Vị ấy ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Vị ấy biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa, và vị tỳ kheo ấy trở thành một vị A-la-hán nữa. Vị tỳ kheo, nhân duyên ở Savatthi. Rồi một tỳ kheo đi đến Thế Tôn, ngồi xuống một bên tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, lành thay,
nếu Thế Tôn thuyết pháp một cách vắn tắt cho con, sau khi nghe Thế Tôn thuyết pháp, con sẽ sống một mình, tịnh cư không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Này tỷ kheo, cái gì người ta thiên chấp, cái ấy người ta được đo lường. Cái gì người ta được đo lường, cái ấy người ta được xưng danh. Cái gì người ta không thiên chấp, cái ấy người ta không được đo lường. Cái gì người ta không được đo lường, cái ấy người ta không được xưng danh. Con đã hiểu bạch Thế Tôn, con đã hiểu bạch Thiện Thể. Lời nói vắn tắt này của ta, này tỳ kheo, ông đã hiểu một cách rộng rãi như thế nào? Nếu thiên chấp sắc, bạch Thế Tôn, với sắc người ta được đo lường, với cái gì người ta được đo lường, với cái ấy người ta được xưng danh. Nếu thiên chấp thọ, nếu thiên chấp tưởng, nếu thiên chấp các hành, nếu thiên chấp thức, với thức người ta được đo lường, với cái gì người ta được đo lường, với cái ấy người ta được xưng danh. Nếu không thiên chấp sắc, bạch Thế Tôn, với sắc người ta không được đo lường, với cái gì người ta không được đo lường, với cái ấy người ta không được xưng danh. Nếu không thiên chấp thọ, nếu không thiên chấp tưởng, nếu không thiên chấp các hành, nếu không thiên chấp thức, với thức người ta không được đo lường, với cái gì người ta không được đo lường, với cái ấy người ta không được xưng danh. Với lời nói vắn tắt này của Thế Tôn, bạch Thế Tôn, con hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Lành thay này tỳ kheo, lành thay này tỳ kheo. Lời nói vắn tắt này của ta, ông đã hiểu một cách rộng rãi như vậy. Nếu thiên chấp sắc, này tỳ kheo, với sắc người ta được đo lường, với cái gì được đo lường, với cái ấy người ta được xưng danh. Nếu thiên chấp thọ, nếu thiên chấp tưởng, nếu thiên chấp các hành, nếu thiên chấp thức, với thức người ta được đo lường, với cái gì người ta được đo lường, với cái ấy người ta được xưng danh. Nếu không thiên chấp sắc, này tỳ kheo, với sắc người ta không được đo lường, với cái gì người ta không được đo lường, với cái ấy người ta không được xưng danh. Nếu không thiên chấp thọ, nếu không thiên chấp tưởng, nếu không thiên chấp các hành, nếu không thiên chấp thức, với thức người ta không được đo lường, với cái gì người ta không được đo lường, với cái ấy người ta không được xưng danh. Với lời nói vắn tắt này của ta, này tỳ kheo, ông đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Rồi vị tỳ kheo ấy sau khi hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về ngài rồi ra đi. Rồi vị tỳ kheo ấy sống một mình tịnh cư, vị tỳ kheo ấy trở thành một vị A La Hán. Ananda, nhân duyên ở Savatthi. Thế Tôn nói với tôn giả Ananda đang ngồi một bên: Này Ananda, nếu có người hỏi ông: Này hiền giả Ananda, những pháp nào sự sanh khởi đã được thấy rõ, sự diệt mất được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi được thấy rõ, nếu được hỏi vậy, này Ananda, ông trả lời như thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu có người hỏi con: Này hiền giả Ananda, những pháp nào sự sanh khởi được thấy rõ, sự diệt mất được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi được thấy rõ, được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con sẽ trả lời như sau. Trong sắc, này hiền giả, sự sanh khởi được thấy rõ, sự diệt mất được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi được thấy rõ. Trong thọ, trong tưởng, trong các hành, trong thức, này hiền giả, sự sanh khởi được thấy rõ, sự diệt mất được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi được thấy rõ. Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con sẽ trả lời như vậy. Lành thay, này Ananda, này Ananda, trong sắc sự sanh khởi được thấy rõ, sự diệt mất được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi được thấy rõ. Trong thọ, trong tưởng, trong các hành, trong thức, sự sanh khởi được thấy rõ, sự diệt mất được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi được thấy rõ. Này Ananda, trong những pháp này sự sanh khởi được thấy rõ, sự diệt mất được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi được thấy rõ. Được hỏi vậy, này Ananda, ông phải trả lời như vậy. Ananda, nhân duyên ở Savatthi. Này Ananda, nếu ông được hỏi như sau: Trong những pháp nào, này hiền giả Ananda, sự sanh khởi đã được thấy rõ, sự diệt mất đã được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi đã được thấy rõ, trong những pháp nào sự sanh khởi sẽ được thấy rõ, sự diệt mất sẽ được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi sẽ được thấy rõ, trong những pháp nào sự sanh khởi được thấy rõ, sự diệt mất được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi được thấy rõ? Được hỏi như vậy, này Ananda, ông trả lời như thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu con được hỏi như sau: Trong những pháp nào, này hiền giả Ananda, sự sanh khởi đã được thấy rõ, sự diệt mất đã được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi đã được thấy rõ? Trong những pháp nào sự sanh khởi sẽ được thấy rõ, sự diệt mất sẽ được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi sẽ được thấy rõ?
Trong những pháp nào sự sanh khởi được thấy rõ, sự diệt mất được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi được thấy rõ? Được hỏi vậy, Bạch Thế Tôn con trả lời như sau: Đối với sắc quá khứ này hiền giả, đã đoạn diệt, đã biến hoại. Đối với sắc ấy sự sanh khởi đã được thấy rõ, sự diệt mất đã được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi đã được thấy rõ. Đối với thọ quá khứ đã đoạn diệt, đã biến hoại, sự sanh khởi của thọ ấy đã được thấy rõ, sự diệt mất đã được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi đã được thấy rõ. Đối với tưởng, đối với các hành, đối với thức quá khứ đã đoạn diệt, đã biến hoại, sự sanh khởi của thức ấy đã được thấy rõ, sự diệt mất đã được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi đã được thấy rõ. Trong những pháp này, này hiền giả, sự sanh khởi đã được thấy rõ, sự diệt mất đã được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi đã được thấy rõ. Đối với sắc chưa sanh, này hiền giả, chưa hiện hữu trong sắc ấy, sự sanh khởi sẽ được thấy rõ, sự diệt mất sẽ được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi sẽ được thấy rõ. Đối với thọ chưa sanh, chưa hiện hữu trong thọ ấy, sự sanh khởi sẽ được thấy rõ, sự diệt mất sẽ được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi sẽ được thấy rõ. Đối với tưởng, đối với các hành, đối với thức chưa sanh, chưa hiện hữu, sự sanh khởi sẽ được thấy rõ, sự diệt mất sẽ được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi sẽ được thấy rõ. Trong những pháp này, này hiền giả, sự sanh khởi sẽ được thấy rõ, sự diệt mất sẽ được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi sẽ được thấy rõ. Đối với sắc đã sanh, này hiền giả, đã hiện hữu trong sắc ấy, sự sanh khởi được thấy rõ, sự diệt mất được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi được thấy rõ. Đối với thọ đã sanh, đã hiện hữu, đối với tưởng đã sanh, đã hiện hữu, đối với các hành đã sanh, đã hiện hữu, đối với thức đã sanh, đã hiện hữu, trong thức ấy sự sanh khởi được thấy rõ, sự diệt mất được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi được thấy rõ. Trong những pháp này, này hiền giả, sự sanh khởi được thấy rõ, sự diệt mất được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi được thấy rõ. Nếu con được hỏi như vậy, Bạch Thế Tôn, con sẽ trả lời như vậy. Lành thay này Ananda, này Ananda, đối với sắc thuộc quá khứ đã đoạn diệt, đã biến hoại, đối với sắc ấy sự sanh khởi đã được thấy rõ, sự diệt mất đã được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi đã được thấy rõ. Đối với thọ, đối với tưởng, đối với các hành, đối với thức thuộc quá khứ đã đoạn diệt, đã biến hoại, trong thức ấy sự sanh khởi đã được thấy rõ, sự biến mất đã được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi đã được thấy rõ. Trong các pháp này, này Ananda, sự sanh khởi đã được thấy rõ, sự biến mất đã được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi đã được thấy rõ. Đối với sắc chưa sanh, này Ananda, chưa hiện hữu trong sắc ấy, sự sanh khởi sẽ được thấy rõ, sự diệt mất sẽ được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi sẽ được thấy rõ. Đối với thọ, đối với tưởng, đối với các hành, đối với thức chưa sanh khởi, chưa hiện hữu, trong thức ấy sự sanh khởi sẽ được thấy rõ, sự diệt mất sẽ được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi sẽ được thấy rõ. Đối với những pháp này, này Ananda, sự sanh khởi sẽ được thấy rõ, sự diệt mất sẽ được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi sẽ được thấy rõ. Đối với sắc đã sanh, này Ananda, đã hiện hữu đối với sắc ấy, sự sanh khởi được thấy rõ, sự diệt mất được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi được thấy rõ. Đối với thọ, đối với tưởng, đối với các hành, đối với thức đã sanh, đã hiện hữu, đối với thức ấy sự sanh khởi được thấy rõ, sự diệt mất được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi được thấy rõ. Trong những pháp này, sự sanh khởi được thấy rõ, sự diệt mất được thấy rõ, trong khi tồn tại sự biến đổi được thấy rõ. Được hỏi như vậy, này Ananda, ông cần phải trả lời như vậy. Tùy pháp, nhân duyên ở Savatthi. Đối với vị tỳ kheo thực hành pháp và tùy pháp này có mặt. Đối với sắc, vị ấy sống nhiều yếm ly. Đối với thọ, vị ấy sống nhiều yếm ly. Đối với tưởng, vị ấy sống nhiều yếm ly. Đối với các hành, vị ấy sống nhiều yếm ly. Đối với thức, vị ấy sống nhiều yếm ly. Ai sống nhiều yếm ly đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với các hành? Ai sống nhiều yếm ly đối với thức, vị ấy liễu chi sắc, liễu chi thọ, liễu chi tưởng, liễu chi các hành, liễu chi thắc. Do liễu chi sắc, thọ, tưởng, các hành, do liễu chi thức, vị ấy được giải thoát khỏi sắc, giải thoát khỏi thọ, giải thoát khỏi tưởng, giải thoát khỏi các hành, giải thoát khỏi thức,
giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói vị ấy giải thoát khỏi đau khổ. Tùy pháp, nhân duyên ở Savatthi. Đối với vị tỷ kheo thực hành pháp và tùy pháp này có mặt, vị ấy sống tùy quán vô thường trong sắc. Ta nói vị ấy giải thoát khỏi đau khổ. Tùy pháp, nhân duyên ở Savatthi. Đối với vị tỷ kheo thực hành pháp và tùy pháp này có mặt, vị ấy sống tùy quán khổ trong sắc. Ta nói vị ấy giải thoát khỏi đau khổ. Tùy pháp, nhân duyên ở Savatthi. Đối với vị tỷ kheo thực hành pháp và tùy pháp này có mặt, vị ấy sống tùy quán, vô ngã trong sắc, trong thọ, trong tưởng, trong các hành. Vị ấy sống tùy quán, vô ngã trong thức. Ai sống tùy quán, vô ngã trong sắc, trong thọ, trong tưởng, trong các hành, trong thức, vị ấy liễu chi sắc, liễu chi thọ, liễu chi tưởng, liễu chi các hành, liễu chi thức. Do vị ấy liễu chi sắc, liễu chi thọ, liễu chi tưởng, liễu chi các hành, liễu chi thức, vị ấy giải thoát khỏi sắc, giải thoát khỏi thọ, giải thoát khỏi tưởng, giải thoát khỏi các hành, giải thoát khỏi thức, giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói vị ấy giải thoát khỏi đau khổ. 5. Phẩm tự mình làm hòn đảo. Tự mình làm hòn đảo, nhân duyên ở Savatthi. Hãy sống tự mình làm hòn đảo cho chính mình. Này các tỷ kheo, hãy nương tựa nơi chính mình, không nương tựa một ai khác. Hãy lấy pháp làm hòn đảo, hãy lấy pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một ai khác. Với những ai sống tự mình làm hòn đảo cho chính mình, này các tỷ kheo, nương tựa nơi chính mình, không nương tựa một ai khác. Lấy pháp làm hòn đảo, lấy pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một ai khác. Hãy như lý quán sát, sầu bi khổ ưu não do nguồn gốc gì sanh, do cái gì làm cho hiện hữu. Và này các tỷ kheo, sầu bi khổ ưu não do nguồn gốc gì sanh, do cái gì làm cho hiện hữu. Ở đây này các tỷ kheo, kẻ vô văn phàm phu, không thấy rõ các bậc thánh, không thuần phục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không thấy rõ các bậc chân nhân, không thuần phục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân. Quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc. Sắc của vị ấy biến hoại và đổi khác. Khi sắc của vị ấy biến hoại và đổi khác, thì sầu bi khổ ưu não sẽ khởi lên. Vị ấy quán thọ như là tự ngã, hay tự ngã như là có thọ. Vị ấy quán tưởng như là tự ngã, vị ấy quán các hành như là tự ngã. Vị ấy quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức. Hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Thức này của vị ấy biến hoại và đổi khác. Khi thức của vị ấy biến hoại và đổi khác, thì sầu bi khổ ưu não sẽ khởi lên. Này các tỷ kheo, biết sắc là vô thường, biến hoại, ly tham, đoạn diệt. Vì ấy thấy tất cả sắc xưa và nay là vô thường. Khổ chịu sự biến hoại, do thấy như thật, với chánh trí tuệ như vậy, sầu bi khổ ưu não được đoạn tận. Do chúng được đoạn tận, vì ấy không bị ưu não. Do không bị ưu não, vì ấy sống an lạc. Do sống an lạc, vị tỷ kheo được gọi là vị đã lắng dịu mọi tướng phần, nhất hướng niết bàn. Này các tỷ kheo, biết thọ là vô thường, biến hoại, ly tham, đoạn diệt. Vì ấy thấy tất cả thọ xưa và nay là vô thường, khổ chịu sự biến hoại, do thấy như thật với chánh trí tuệ như vậy, các sầu bi khổ ưu não được đoạn tận. Do chúng được đoạn tận, vì ấy không bị ưu não. Do không bị ưu não, vì ấy sống an lạc. Do sống an lạc, vị tỷ kheo được gọi là vị đã lắng dịu mọi tướng phần. Này các tỷ kheo, biết tưởng là vô thường. Này các tỷ kheo, biết các hành là vô thường. Này các tỷ kheo, biết thức là vô thường, biến hoại, ly tham, đoạn diệt. Vị ấy thấy tất cả thức xưa và nay là vô thường, khổ chịu sự biến hoại, do thấy như thật với chánh trí tuệ như vậy, các sầu bi khổ ưu não được đoạn tận. Do chúng được đoạn tận, vì ấy không bị ưu não. Do không bị ưu não, vì ấy sống an lạc. Do sống an lạc, vị tỷ kheo được gọi là vị đã lắng dịu mọi tướng phần. Con đường, nhân duyên ở Savatthi. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các ông con đường đưa đến thân kiến tập khởi,
và con đường đưa đến thân kiến đoạn diệt, hãy lắng nghe. Và này các tỷ kheo, thế nào là con đường đưa đến thân kiến tập khởi? Ở đây, này các tỷ kheo, kẻ vô văn phàm phu, không thấy rõ các bậc thánh, không thuần phục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không thấy rõ các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc. Quán thọ, quán tưởng, quán các hành, quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Này các tỷ kheo, đây gọi là con đường đưa đến thân kiến tập khởi. Con đường đưa đến thân kiến tập khởi có nghĩa là sự quán sát đưa đến khổ tập khởi. Và này các tỷ kheo, thế nào là con đường đưa đến thân kiến đoạn diệt? Ở đây này các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử thấy rõ các bậc thánh thuần thuộc pháp các bậc thánh, tu tập pháp các bậc thánh, thấy rõ các bậc chân nhân thuần thuộc pháp các bậc chân nhân, tu tập pháp các bậc chân nhân, không quán sắc như là tự ngã, hay không quán tự ngã như là có sắc, hay không quán sắc ở trong tự ngã, hay không quán tự ngã ở trong sắc, không quán thọ, không quán tưởng, không quán các hành, không quán thức như là tự ngã, hay không quán tự ngã như là có thức, hay không quán thức ở trong tự ngã, hay không quán tự ngã ở trong thức. Này các tỷ kheo, đây gọi là con đường đưa đến thân kiến đoạn diệt. Con đường đưa đến thân kiến đoạn diệt có nghĩa là sự quán sát đưa đến sự khổ đoạn diệt. Vô thường, nhân duyên ở Savatthi. Sắc này các tỷ kheo là vô thường. Cái gì vô thường là khổ, cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Do như thật quán với chánh trí tuệ như vậy, tâm ly tham được giải thoát, không có chấp thủ các lậu hoặc. Thọ này các tỷ kheo là vô thường. Tưởng này các tỷ kheo, các hành này các tỷ kheo, thức này các tỷ kheo là vô thường. Cái gì vô thường là khổ, cái gì khổ là vô ngã. Cái gì là vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Do như thật quán với chánh trí tuệ như vậy, tâm ly tham được giải thoát, không có chấp thủ các lậu hoặc. Này các tỷ kheo, nếu vị tỷ kheo đối với sắc giới có tâm ly tham giải thoát, không có chấp thủ các lậu hoặc, đối với thọ giới, đối với tưởng giới, đối với hành giới, đối với thức giới có tâm ly tham giải thoát, không có chấp thủ các lậu hoặc, do giải thoát vị ấy an trú, do an trú vị ấy chi túc, do chi túc vị ấy không ưu não, do không ưu não vị ấy tự mình tịch tịnh, vị ấy biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Vô thường, nhân duyên ở Savatthi. Sắc này các tỷ kheo là vô thường. Cái gì vô thường là khổ, cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Thọ này các tỷ kheo là vô thường. Tưởng này các tỷ kheo là vô thường. Các hành này các tỷ kheo là vô thường. Thức này các tỷ kheo là vô thường. Cái gì vô thường là khổ, cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Do như thật quán với chánh trí tuệ như vậy, vì ấy không có các tùy kiến về quá khứ. Do không có các tùy kiến về quá khứ nên không có các tùy kiến về tương lai. Do không có các tùy kiến về tương lai, kiên trì chấp thủ không có. Do không có kiên trì chấp thủ đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với các hành, đối với thức, tâm ly tham giải thoát, không chấp thủ các lậu hoặc. Do giải thoát vì ấy an trú, do an trú vì ấy chi túc, do chi túc vì ấy không ưu não, do không ưu não vì ấy tự mình được tịch tịnh một cách viên mãn, vì ấy biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Quán kiến, nhân duyên ở Savatthi. Này các tỷ kheo, những sa môn hay bà la môn
nào quán tự ngã dưới nhiều hình thức sai khác, quán cả năm thù uẩn hay quán một trong năm thù uẩn. Thế nào là năm? Này các tỳ kheo ở đây, kẻ vô văn phàm phu không được thấy rõ các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không được thấy rõ các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là quá sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc, quán thọ, quán tưởng, quán các hành, quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Nếu quán như vậy, thời đi đến, chấp kiến tôi là. Này các tỳ kheo, khi đi đến chấp kiến tôi là, thời năm căn nhập vào Ava căn ti hiện hữu, tức là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn. Này các tỳ kheo, có ý, có các pháp, có vô minh giới, cảm xúc bởi cảm thọ. Cảm thọ này sanh do xúc chạm với vô minh. Kẻ vô văn phàm phu đi đến chấp kiến tôi là, đi đến chấp kiến cái này là tôi, đi đến chấp kiến tôi sẽ là, đi đến chấp kiến tôi sẽ không là, đi đến chấp kiến tôi sẽ hiện hữu với sắc, đi đến chấp kiến tôi sẽ hiện hữu với vô sắc, đi đến chấp kiến tôi sẽ hiện hữu với tưởng, đi đến chấp kiến tôi sẽ hiện hữu với không tưởng, đi đến chấp kiến tôi sẽ hiện hữu với phi tưởng phi phi tưởng. Như vậy, này các tỳ kheo, do năm căn an trú ở đây, nhưng đối với vị đa văn thánh đệ tử, vô minh được đoạn trừ và minh khởi lên. Do vô minh được viễn ly, do minh sanh khởi, không đi đến chấp kiến tôi là, không đi đến chấp kiến cái này là tôi, không đi đến chấp kiến tôi sẽ hiện hữu, tôi sẽ không hiện hữu. Tôi sẽ hiện hữu với sắc, tôi sẽ hiện hữu với vô sắc, tôi sẽ hiện hữu với tưởng, tôi sẽ hiện hữu với vô tưởng. Không đi đến chấp kiến, tôi sẽ hiện hữu với phi tưởng, phi phi tưởng. Các uẩn, nhân viên ở Savatthi, này các tỳ kheo, ta sẽ giảng năm uẩn và năm thù uẩn, hãy lắng nghe. Này các tỳ kheo, thế nào là năm uẩn? Này các tỳ kheo, phàm có sắc gì quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, đây gọi là sắc uẩn. Này các tỳ kheo, phàm có thọ gì, phàm có tưởng gì, phàm có các hành gì. Này các tỳ kheo, phàm có thức gì quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, đây gọi là thức uẩn. Những cái này, này các tỳ kheo, được gọi là năm uẩn. Và này các tỳ kheo, thế nào là năm thù uẩn? Này các tỳ kheo, phàm có sắc gì quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay ngoại, hoặc xa hay gần, có lậu hoặc được chấp thù, đây gọi là sắc thù uẩn. Này các tỳ kheo, phàm có thọ gì, phàm có tưởng gì, phàm có các hành gì. Này các tỳ kheo, phàm có thức gì quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, có lậu hoặc được chấp thù, đây gọi là thức thù uẩn. Này các tỳ kheo, đây được gọi là năm thù uẩn. Suna, như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Rajagaha, vương xá Vluvana Trúc Lâm, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Rồi Suna, con một gia chủ, đi đến Thế Tôn sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Suna, con một gia chủ, đang ngồi một bên. Này Suna, những sa môn hay bà la môn nào quán sắc vô thường, khổ, biến hoại là ta tốt đẹp hơn, hay quán ta bằng nhau, hay quán ta hà liệt hơn? Những gì ấy đâu phải là những ai khác, nếu không phải là những người không thấy như thật. Quán thọ vô thường, khổ, biến hoại, quán tưởng vô thường, khổ, biến hoại, quán các hành vô thường, khổ, biến hoại, quán thức vô thường, khổ, biến hoại là ta tốt đẹp hơn, hay quán ta bằng nhau, hay quán ta hạ liệt hơn? Những vị ấy đâu phải là những ai khác, nếu không phải là những người không thấy như thật. Này Suna, những sa môn hay bà la môn nào không quán sắc vô thường, khổ, biến hoại là ta tốt đẹp hơn, hay không quán ta bằng nhau, hay không quán ta hạ liệt hơn? Những vị ấy đâu phải là những ai khác,
nếu không phải là những vị thấy như thật. Này Sona, những sa môn hay bà la môn nào không quán thọ, không quán tưởng, không quán các hành? Này Sona, những sa môn hay bà la môn nào không quán thức vô thường, khổ, biến hoại là ta tốt đẹp hơn, hay không quán ta bằng nhau, hay không quán ta hạ liệt hơn? Những vị ấy đâu phải là những ai khác, nếu không phải là những vị thấy như thật. Ông nghĩ thế nào? Này Sona, sắc là thường hay vô thường? Vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường khổ chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng nếu quán cái ấy là cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi? Thưa không, bạch Thế Tôn. Thọ là thường hay vô thường? Tưởng là thường hay vô thường? Các hành là thường hay vô thường? Thức là thường hay vô thường? Vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường khổ chịu sự biến hoại, có hợp lý hay chăng nếu quán cái ấy là cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi? Thưa không, bạch Thế Tôn. Do vậy này Sona, phàm sắc gì quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả sắc cần phải như thật quán với chánh trí tuệ. Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Phàm thọ gì, phàm tưởng gì, phàm các hành gì, phàm thức gì quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả thức cần phải như thật quán với chánh trí tuệ. Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Nếu thấy vậy này Sona, vị Đa Văn thánh đệ tử Yếm Ly đối với sắc, Yếm Ly đối với thọ, Yếm Ly đối với tưởng, Yếm Ly đối với các hành, Yếm Ly đối với thức, do Yếm Ly vị ấy ly tham, do ly tham vị ấy giải thoát, trong sự giải thoát khởi lên chánh trí, ta đã giải thoát, vị ấy biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Sona, như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn chú ở Raja Gaha Vương Xá, Vrivana Trúc Lâm, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Rồi Sona, con vị gia chủ, đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ ngài, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Sona, con vị gia chủ đang ngồi một bên, những sa môn hay bà la môn nào? Này Sona, không biết rõ sắc, không biết rõ sắc tập khởi, không biết rõ sắc đoạn diệt, không biết rõ con đường đưa đến sắc đoạn diệt, không biết rõ thọ, không biết rõ tưởng, không biết rõ các hành, không biết rõ thức, không biết rõ thức tập khởi, không biết rõ thức đoạn diệt, không biết rõ con đường đưa đến thức đoạn diệt. Những sa môn hay bà la môn ấy, này Sona, không những không được chấp nhận là sa môn giữa các hàng sa môn, không được chấp nhận là bà la môn giữa các hàng bà la môn, những vị ấy trong đời sống hiện tại cũng không tự mình chứng chi với thắng trí, chứng đạt và an trú mục đích của sa môn hạnh hay mục đích của bà la môn hạnh. Còn những sa môn hay bà la môn nào? Này Sona, biết rõ sắc tập khởi, biết rõ sắc đoạn diệt, biết rõ con đường đưa đến sắc đoạn diệt, biết rõ thọ, biết rõ tưởng, biết rõ các hành, biết rõ thức tập khởi, biết rõ thức đoạn diệt, biết rõ con đường đưa đến thức đoạn diệt. Những sa môn hay bà la môn ấy, này Sona, không những được chấp nhận là sa môn giữa các hàng sa môn, được chấp nhận là bà la môn giữa các hàng bà la môn, những vị tôn giả ấy ngay trong đời sống hiện tại còn tự mình chứng chi với thắng trí, chứng đạt và an trú mục đích của sa môn hạnh hay mục đích của bà la môn hạnh. Hỷ được đoạn tận, nhân duyên ở Savatthi. Này các tỷ kheo, khi một tỷ kheo thấy sắc vô thường là vô thường, đấy là chánh chi kiến của vị ấy. Thấy chân chánh như vậy, vị ấy Yếm Ly, do hỷ đoạn tận, tham được đoạn tận, do tham đoạn tận, hỷ được đoạn tận, do hỷ tham đoạn tận, tâm được giải thoát, vị ấy được gọi là vị đã khéo giải thoát. Này các tỷ kheo, khi một tỷ kheo thấy thọ vô thường là vô thường, tưởng vô thường, các hành vô thường. Này các tỷ kheo, khi vị tỷ kheo thấy thức vô thường là vô thường, đấy là chánh chi kiến của vị ấy.
thấy chân chánh như vậy, vì ấy yếm ly, do hỷ đoạn tận, tham được đoạn tận, do tham đoạn tận nên hỷ được đoạn tận, do hỷ tham đoạn tận tâm được giải thoát, vì ấy được gọi là vị đã được kéo giải thoát. Hỷ được đoạn tận, nhân duyên ở Savatthi. Hãy như lý tác ý sắc, này các tỷ kheo, hãy như thật quán sắc là vô thường, này các tỷ kheo. Tỷ kheo nào như lý tác ý sắc, như thật quán sắc là vô thường, vì ấy yếm ly đối với sắc, do hỷ đoạn tận tham được đoạn tận, do tham đoạn tận hỷ được đoạn tận, do hỷ tham đoạn tận tâm được giải thoát, vì ấy được gọi là vị đã được khéo giải thoát. Này các tỷ kheo, tỷ kheo nào như lý tác ý thọ, tác ý tưởng, tác ý các hành. Này các tỷ kheo, tỷ kheo nào như lý tác ý thức, như thật quán thức là vô thường, vì ấy yếm ly đối với thức, do hỷ đoạn tận tham được đoạn tận, do tham đoạn tận hỷ được đoạn tận, do hỷ tham đoạn tận tâm được giải thoát, vì ấy được gọi là đã được khéo giải thoát.